trên tay mình đang là một sản phẩm cụm sấy máy in Blozer 1201, sản phẩm được tháo từ máy đã qua sử dụng, nhìn mới 90%. Link mua hàng mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Giá chỉ có 100.000 một sản phẩm. Sản phẩm này sẽ được bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 trong thời gian sử dụng. Bạn nào quan tâm có thể gọi ngay cho số điện thoại 0915 46 40 hoặc qua địa chỉ 38D đường Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.